Một câu hỏi hay. Thực ra thì cái vấn đề mà khi mà khách về nhà mà tạo được kiểu tóc mà nó không được như ở quán ấy thì nó cũng là cái điều bình thường thôi. Ví dụ như là 10 bạn thì phải đến 5 6 bạn thậm chí là hơn không biết tạo kiểu tóc. Tức là đưa cái ảnh cho mẫu cho thợ, thợ người ta làm ok, không phải là 70% đâu mà đôi khi người ta giống 100% luôn đúng không? Khác mỗi cái mặt thôi. Nhưng mà về nhà thì không biết tạo kiểu gì. Rồi là không biết để làm sao cho nó hợp lý, rồi là bước ra khỏi quán hay về nhà gội đầu quán là nó lại linh tinh ngay, nó không giống cái kiểu ở quán nữa. Thì cái việc mà những anh em những bạn khách mà không biết chăm sóc ấy thì nó rất là nhiều luôn. Đấy chính vì thế mà anh chia sẻ cái video này ấy, thì đối với những anh em thợ ấy thì anh em nên hướng dẫn cũng như là tư vấn với nhau ấy, phải đồng ý ngay từ lúc đầu. Đấy mình phải chốt hạ ngay từ lúc đầu là kiểu gì rõ ràng như thế nào nói ra hết những ưu nhược điểm của cái kiểu tóc nó có hợp với bạn hay không, thế này thế nọ, anh em phải nói hết. Chứ anh em không kiểu là cái kiểu mình vội vội vàng vàng sau đó là mình làm, sau đó là đến lúc mình làm xong rồi bắt đầu khách mới đặt nhiều cái câu hỏi đúng không, hay là khách không biết chăm sóc gì cả. Thì cái khâu bắt đầu tư vấn cho khách thì là mình phải tư vấn nó rõ ràng và cụ thể từng chi tiết một, và cái vấn đề mà sau khi làm xong cho khách ấy thì khách phải biết tạo được cái kiểu tóc đấy. Đấy mình phải nói như thế, mình phải hướng dẫn khách về nhà khách làm như thế nào, sấy như thế nào để cho nó ra đúng cái form như thế này, sau đó là đưa cái máy sấy cho khách, khách tập một vài động tác đấy rồi về nhà khách tự làm thôi. Bạn nào mà bạn ấy sáng dạ thì bạn ấy có thể là tập vài lần là làm được ngay, còn bạn nào bạn ấy tối dạ hơn một chút thì có thể là bạn ấy sẽ lại hỏi lại mình, hoặc là bạn ấy chấp nhận là chơi cái tóc nó không được ok như ở quán. Còn cái việc mà anh em những bạn khách ấy mà bước ở quán ra ấy mà tóc ở trong quán nó đẹp ấy, đó là cái điều đương nhiên, và về nhà tóc xấu hơn là cái điều chắc chắn, cái này anh em phải chấp nhận nhé. Bởi vì sinh ra cái quán cắt tóc nó hơn cái ở nhà nó là như vậy, chứ nếu mà ở quán với ở nhà mà nó cũng đẹp y xì như nhau nữa thì sinh ra cái quán này làm gì, cần gì phải đến quán đúng không? Thì khi mà anh em ở nhà ấy thì đối với những bạn khách ấy thì anh em cũng phải biết trau dồi cho mình những cái kỹ năng. Anh biết nhá, có rất là nhiều bạn ấy cắt cái tóc ấy không cần phải cắt đẹp đâu, cắt chỉ cần cắt ngắn đi thôi, không cần phải đẹp, không cần phải tỉ mỉ gì hết. Về nhà thì các bạn tự biết tạo được cả đống kiểu luôn, không cần phải gì cả. Nhưng cũng có những bạn cắt ở quán rất là đẹp, rất là tỉ mỉ, rất là ok, nhưng mà về nhà thì chịu chết không biết tạo kiểu gì cả, cuối cùng là tóc không ra một cái form gì cả. Đấy, cho nên là nó nằm ở cái kỹ năng nó rất là quan trọng. Đấy còn cái vấn đề của anh em thợ thì cứ cố gắng cắt nó giống ảnh nhất, giống ảnh mẫu nhất có thể, thì cái vấn đề này thì anh em phải trải nghiệm nhiều thôi. Khi mà anh em trải nghiệm nhiều thì anh em có thể là làm được giống thôi. Đấy chứ còn người thợ nào cũng thế, mới đầu thì không ai làm đẹp được đâu. Cái này thì những bạn khách thì phải thông cảm, còn đối với những bạn khách thì phải đầu tư cho mình kỹ năng tạo kiểu tóc nhé, thì kể cả mà thợ người ta cắt xấu thì mình vẫn có thể tạo được kiểu tóc đẹp cho mình.